Đúng rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn việc sử dụng cái phần mềm để live stream màn hình có sẵn hoặc là live stream cái webcam của mình và live stream video ha. Rồi mở OS, video OS, OBS. Rồi sau khi mở phần mềm lên rồi ấy, thì phần mềm mình hiện tại có một cái khung màn hình đây. Muốn bật hai khung màn hình đó thì mình có ở đây là Pseudo Mode hai màn hình. À, biết bên một bên là bên review, một bên là live stream nhé. Đó, bên review và bên live stream. Rồi đầu tiên là mình sẽ cộng một cái stream nè, stream 3 đây nhé, rồi stream 2 tạm thời xóa, còn stream 3, stream 2 xóa mới được. Rồi sau đó đây mình cộng một cái media source là cái âm, cái đó là cái video nha, create nhé, cái này cái video của mình nãy mình làm ra. Đó, bỏ vô. Sau khi bỏ vô nó không ra mà phải kéo cái này và đẩy lên, nó kéo lên nó mới ra ha, kéo lên. Rồi sau đó mình mới chỉnh lại cái này. Lại này cho nó đều. Đó. Rồi sau đó mình mới kéo ở đây. Muốn nghe âm thanh á thì mình phải vô cái chỗ là Advanced Audio mà, rồi sau đó chỗ Media Source rồi cho nó lên. Đó. Sẽ nhỏ lại chút xíu được. Rồi bây giờ mình sẽ setting đầu live nè. Ở đây có mình là stream. Mình chọn đây là Facebook live hay là YouTube hay là YouTube gọi live đây. Thì tôi chọn là Facebook live. Thì đòi hỏi mình có cái key. Key mới là được nha. Cây mới là được, mình get, bấm vào get, get cây. Thì mình Facebook mở lên cho mình. Mình mới tạo buổi phát trực tiếp nè. Đó. Tạo buổi phát trực tiếp thì ở đây là mình tạo dùng khóa luôn á. Rồi mình tắt cái này đi từ từ, tắt cái phần đi cho nó dễ bớt nha. Quay lại dùng khóa luôn. Dùng khóa luồng xong rồi mình sẽ có được cái khóa luồng, sao chép cái khóa luồng này. Sau đó mình mới vô cái chỗ cái truyền cái nhỏ nãy, cái cây truyền này nè. Dán vô đây. Đó. Rồi mình mới vô apply và ok. Đó, là mình sẽ up xong. Bây giờ mình bấm start stream á, mình sẽ đẩy cái video qua start stream. Thì cái video này á nó sẽ đang đẩy qua bên đây. Nó đẩy qua đây. Nhưng mà chưa có like mới đẩy thôi. Bây giờ mình muốn like á, mình phải phát trực tiếp ở đây nó mới like. Còn mình chưa là mới đây mới coi thôi. Đẩy video qua nè, thấy chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ like đâu đây? Tôi sẽ like mình tôi thôi, tại vì like chỉ mình tôi thôi ha. Chứ tôi like nhiều quá ảnh hưởng. Ngon, rồi, phát trực tiếp. Tại vì nếu bạn like thì bạn like quảng cáo thì bạn like nhiều, còn tôi test tôi chỉ mình tôi phát trực tiếp. Bấm đây nè, phát trực tiếp nè. Có đặt tên không á, mình đặt tên, không thì thôi. Đó. Tôi đang like, đúng không? Mình vô cửa, tôi vô cái Facebook của tôi thì tôi thấy tôi đang like nha. Hết rồi, tại ngắn quá video thì ngắn quá hay sao? Nó đang trực tiếp nè. Đó là live video là cách gì đây, mình chỉ cần mình nãy là như thế ha, nó có video như nãy như nó bị ngắn hay gì. Ngắn nó chạy hết rồi hay sao? Mà nãy mình chọn loop thì nó sẽ hết, nó sẽ quay lặp lại, nãy mình setting cho nó loop á. Video mà cho nó lúc á thì nó sẽ đó là cách mình like một cái video từ cái phần mềm này. Mình có thể like cái camera của mình cũng được nha, có thể like camera cũng được.
stop đi, mình stop đi. Stop lại chìm. Rồi mình xóa lại đi, mình lại cái video khác đi, xóa. Dù mình lại cái video khác nó dài hơn cho các bạn dễ hình dung đi, video này ngắn quá. Xóa đi. Tôi sẽ tạo cái cây mới nha. Tôi lại cái mới này nha. Cái mũ này tôi cộng vô ha. Mày ra sụt. Ví dụ tôi lại cái gì đó đây, cái ok. Tôi ra vô. Cái này có 2 phút rồi cho nên nó hết. Có gì tôi đào lót đây, tôi có mấy cái video của này đi. Này được bao nhiêu đây? Này 2 phút à, cái video vừa hơn chút. You have life in the ở lại lại phim võ thuật Thái Lan đi chẳng hạn. Loại này cho nó dễ hình dung. Cái này qua. Dù lại chiếc phim này ha. Dù mình lại phim này đi. Rồi. Rồi sau đó mình mới set in nè, mình mới tìm nè, mình mới get. Get nè, get lấy lại là mới bắt đầu tạo hát buổi phát trực tiếp nè. Đó. Rồi sau đó mình mới tiếp tục mình mới chỉ mình tôi luôn rồi dùng khóa luồng nè. Dùng khóa luồng rồi sau đó mới sao chép khóa luồng, mới dán khóa luồng vô. Dán khóa luồng đây. Rồi apply và ok. Đó, bắt đầu like nè, star stream nè. Đó, sau stream rồi sau đó mình mới coi thử coi. Thì nó đang kết nối nè. Nó có pin nữa đúng không? Rồi mới phát trực tiếp nè. Phát trực tiếp nè. Lúc đó mình mới qua đây mới thấy, thì qua đây mới thấy được cái mình đang like. Đó. Thấy chưa? Mày không phải cái này qua đây thử đây nè, nó lên đó, thấy chưa, trực tiếp nè đó, mình like được một bộ phim đó, mình like không mình thấy hả, ví dụ như là mình thấy là có một số cái người nổi tiếng á, cứ like hoài luôn ấy, bán mỹ phẩm cứ like hoài là họ quay một video thẳng rồi, chứ phải like thôi, like video cái shop đó, cái shop đó họ có bán một cái mỹ phẩm này đi mà có người nổi tiếng mà review, họ review xong cho họ cái có cái video đó cứ like hoài luôn, người ta tưởng là người nổi tiếng đang bán nhưng mà thật sự là video đó có like lại đó. Ví dụ giờ mướn người nổi tiếng về về đi về mà ngồi đi like cho mình một ngày thôi, cái mình lấy cái video đó một lúc mình like lại đó, dù vậy cũng like giống vậy đó ha. Rồi đó là một cách like ha. Rồi ngoài ra mình mê suột này mình có thể tạo ra, ví dụ như mình làm dạng như là game, mình chơi game á thì mình làm dạng là it's like caster đó, hoặc là game caster, hoặc là mình dùng cái video capture device để mình nói chuyện ở đây. Có một nhiều kênh đó họ. Này sót không được luôn nghe. Nếu mà bắt rau màu xanh lá là sót không được luôn, rồi mình mặc áo vest vô rồi mình ngồi mình đai bình luận cái kiểu giống như một cái kênh truyền hình riêng của mình luôn. Ví dụ kênh gì TV gì đó, ABC TV gì đó. Đai vô, đó, ví dụ như vậy. Like trên Facebook được luôn, like trên YouTube được luôn. Vừa hiện thì lúc đó thì mình phải like, mình phải làm kiểu khác, là mình làm cái kiểu như nãy tôi nói á.
là video capture này nè. Rồi mình đây giống cái lớp đây, mình làm video capture xong ở phía sau mình là một cái trang web đó, ví dụ đi, thì mình làm cái dạng là browser, mình làm nhiều lớp này nè, train nè, lớp 1, lớp 2. Ở đây tôi làm thêm đi, ví dụ đây tôi like dành tôi thêm cái trang web vô đi. Đây một cái kênh này ha, ví dụ ok đi. À, tôi sẽ bỏ cái này vô. Không, tôi còn tắt, bạn nói cái bạn kia muốn mà, muốn có cái trang web xuống đây. Đây, mà đây mình để đây đi. Đó, mình làm đây đi, đó, đây làm trang web nằm đây đi ha, ví dụ trang web nằm đây. Còn cái phim nằm trên, cái phim cho nhỏ lại. Cái phim cho nhỏ lại đi. Cái phim để góc này đi ha, là cái như cái phim là cái mình đi, cái phim là cái video của mình, là cái trang web này đây, ví dụ vậy. Trang web này tôi sửa lại là trang khác đi, ví dụ như là ken.edu.vn đi ha, ken.edu.vn. Nó ra không ta, đó đang like cái trang ken đó. Nó kèm nằm đây, dưới đây mình đang nói gì nói, mình chỉ lên luôn, ví dụ đây tôi chỉ lên đây, chỉ lên cái là thấy, ví dụ tôi đang chỉ cho đang kèm gì đó cho nó, ví dụ vậy. Hiện chứ, hiện không, muốn Facebook, kéo này qua mới hiện, kéo qua, đó, rồi qua Facebook nó mới hiện, chưa kéo nó chưa hiện đâu, nó chậm á. Hồi nãy mình phải cài đặt cái face này á, cái hình này á, số dây nó nhiều lên mới được, chứ mình làm đây cái truyền qua cho nó chỉ chậm. Từ từ nó đang chuyển qua từ từ đi, nói chung là nó độ trễ nó cũng cao á, tại vì mình phải chỉnh cái này lại, tại nãy tôi cũng chỉnh thôi, chỉnh cái này lại. Transition chứ, cài đặt cái transition này nó Dr. Gas. Shop lại hết ta, nó chậm thôi. Shop đi xa. Cái mình phải lại thôi. Giờ về nghiên cứu thêm, có thể là nó bị vấn đề gì, nó qua chưa kịp thôi. Đó. Nói chung là vẫn có thể làm được. Cái đây mình chuyển qua đây hai màn hình nè, mình chuyển đến đây nè. Sao thầy có hai cửa sổ? Ừ, thì sao? Làm sao mà lại có hai cái cửa sổ? Cô bạn mấy cửa sổ? View coi. Rồi stop cái này lại. Rồi như thế, để tôi dừng video quay phim ở đây ha. Dừng ở đây, quay nhiều.